các bạn sẽ tìm ở đây, các bạn tạo một cái trang tính mới này, các bạn vào cái phần list video category, các bạn chạy cái hàm này thì nó sẽ liệt kê toàn bộ các cái ID của YouTube hỗ trợ. Đây là tiêu đề tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Anh. Còn các bạn ngôn ngữ tiếng Việt thì đây, bao gồm các cái danh mục này. Tất nhiên cái danh mục này thì nó sẽ chưa đầy đủ đâu. Nó hiện tại nó đang trích xuất thừa mà YouTube nó chỉ có một vài cái danh mục ở đây thôi. YouTube có khoảng 15 cái danh mục mà mình đã liệt kê ở đây. Các bạn có thể thấy đây là cái danh mục màu đỏ là YouTube đang có. Đấy, ví dụ ID 12. Ví dụ ID 1 là cái danh mục của mình là gồm phim và hoạt ảnh. Còn danh mục 22 là mọi người và blog này. Giải trí là danh mục ID 24 thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đây là cái danh mục của mình 22 nhé. Thì nó sẽ tương ứng với cái people and blog nếu như là các bạn đặt tiếng Anh. Còn đặt tiếng Việt là mọi người và blog, cũng như là tiếng Hàn này, tiếng Nhật này, tiếng Trung Quốc này, tiếng Đức này, tiếng Pháp này. Các bạn có thể xem ở đây nhé. Tương tự. Đấy, đây là Indonesia, còn đây là Lào, Malaysia, đây là Nga này, còn đây là Thái này. Đấy, nếu như video của bạn đặt các cái ngôn ngữ này thì các bạn sẽ nhìn vào cái tiếng tương ứng để các bạn xác định được, tìm được cái ID nhé. Đây là cái ID này. Quay trở lại cái bảng tính này.